ơi, cho con xin 5k con mua kẹo. Cái gì? Kiểu đâu lại xin tiền mẹ ăn kẹo cổng trường vậy? Kẹo nhà đấy không ăn, đi ăn kẹo ngoài đường. Ừ, kẹo ở nhà ăn chán rồi, mẹ cho con đi. Kẹo cổng trường mất vệ sinh lắm, toàn chất hóa học mẹ. Mẹ biết mà, thôi Minh đừng nói linh tinh nữa, mẹ đi chợ đây. Sao chị nói thế? Em mà được mua em cũng cho cả chị ăn cơ mà. Biết rồi, để lần sau xin mẹ đi. Thế lần này lấy tiền đâu mà mua? Chị có tiền, tiền mừng tuổi còn ít. Đấy, đưa em. Thì nhưng mà em phải quét nhà, lau nhà giúp chị cơ. Thì ra là có điều kiện, chị khôn thế. Đi mà, thích kiểu gì thì chị mua, hai chị em mình ăn, ok chưa? Không ok thì cũng phải ok, ai bảo em thèm kẹo cơ. Nhanh tay lên nhá, chị đi mua kẹo đây. Lại bị chị dụ rồi, tạ cái mồm này đấy. Chị ơi, em thấy trong tủ có cái bánh gì nhìn lạ lắm. Thế á, lấy ra đi. Nhưng em sợ mẹ mắng. Sợ gì, cái đồ ăn trong nhà này là để chị em mình ăn chứ có lấy trộm đâu mà sợ. Nếu được thì mẹ bá bảo mình lấy ra ăn từ lâu rồi. Chắc mẹ nhiều việc nên quên, lấy ra mà ăn tí mẹ hỏi cứ bảo chị. Ok luôn. Ngon nhỉ, thế là mẹ cất kỹ thế. Tiền cú mèo luôn. Hai đứa có thấy hộp bánh mẹ để trong tủ đâu không? Bánh này á mẹ. À? Ngon xuất sắc mà mẹ giấu bọn con. Ai giấu? Sao hai đứa tự ý lấy ăn mà không hỏi mẹ vậy? Con đường ăn được à? Tại em rủ con ăn cùng ý. Bánh để mẹ đi lễ mà hai. Chúng con xin lỗi. Sẽ không bao giờ có lần sau ạ. Ủa? Giật mình rồi nhá. Em làm cái gì vậy? À, rồi mẹ ơi. Xấu bài chị rồi này. Sao con lại đánh em? Nguyện ngoặc tí việc cái gì? Xấu cả bài con mẹ mà mẹ bảo không việc gì. Mẹ chiều em ấy. Chiều cái gì? Biết mà nhanh lên còn đi tắm. Ngồi đấy mà linh tinh. Nhớ mặt chị đây. Biết nhanh lên. Hết cả hồn, thế nào đấy? Con gái rượu của mẹ à. Con đùa tí ý mà. Buồn cái kiểu đấy à? Làm mẹ mày suýt rơi tim ra ngoài rồi này. Thế mẹ có phạt em không ạ? À? Phạt, phải phạt thật nặng cho lần sau mới chữa với tội nhăn nhỏ đi. Đồ lắm nhất. Lần sau bớt nhây với chị đi nhá. Chị Mai, có thấy cái xúc xích của em để trong cặp không? Không, chị lục cặp em đâu mà thấy. Hỏi kỳ cục. Lạ nhỉ, hôm qua bạn cho mới để trong cặp mà. Hay là em ăn rồi mà không nhớ. Chị cũng hay bị vậy lắm đây. Chưa, em chưa ăn. Chắc chắn là ai ăn của em rồi đây. Ý em là sao? Nhà chỉ có mẹ, chị em. Cả nhà mẹ ăn. Không phải mẹ, chỉ có thể là... Hay là con mèo, con ngu nhà mình nó ngửi đồ ăn tinh lắm. Chị lại linh tinh, con mèo bé tí với lại cái cặp của em quá cơ mà. Ừ nhỉ, chị quên mất. Nói thật đi, có ăn của em không? Đã bảo là không, ai mà thèm mấy thứ ăn sẵn đấy. Mẹ đi chợ về rồi đây. À, mẹ có mua cái túi xúc xích, tối hôm qua con ăn đấy mà. Úi giời, mất công giấu từ nãy giờ mà mẹ lại... À? Biết ngay mà, chị còn gì trăng trối không? Cho chị xin lỗi nhá. Đây chị nhường hết phần của chị cho em. Lần sau có ăn thì bảo em một câu. Mất công xin xúc xích đó hết hạn em vậy không kịp bảo. Thật á?